Ôi chào mọi người nha, em mới về. Nói chung là hàng xe nó mới chở về lúc trưa này thôi. Đó, cách đây tiếng 2 tiếng thôi mọi người. Giờ có thời gian mới chọn rồi. Có một con đây, đang có con Sinova 350. Nước sơn này còn khá là đẹp lắm mọi người. Nước sơn còn đẹp. Mặt tiền nước sơn còn đẹp ha. Con này thấy ống xăng có hiện tượng giống như thay dây xăng mà về bãi thì bán bãi nha, chứ dây xăng này mình cũng chưa biết là bên kia nó thay đâu, mình cũng không có biết được. Mới về thì mình bán sao có sao bán vậy thôi. Lam trượt ha, làm cái máy quỷ này là 5 tấc, ốp lam còn đẹp nè. Bô con này nó có buri ta. Ô cái lọc máy đẹp ghê ta, tự tin luôn kìa. Mà sao nó không có thấy dây buri này, không thấy dây buri mọi người, không biết là có bị đứt hay không, hay là cái này nhìn không có thấy cái cục lửa được mọi người, phải mở ra. Này em có sợ em bán vậy nha, em chưa có mở, mới về thôi nha. Đó, thôi bán mù cho anh em đi, 350 nha. Thôi bán, không biết là có cục lửa hay không nha, là em chưa có mở, em chưa có biết. Mở là phải mở cái này, mở cái này mấy ngóc rồi tùm lum ra, mất thời gian. Đó, nên bán đại bán rẻ cho anh em về thị xử. Lọc gió được con, chế được con này. Thấy cái hiện tượng thay cái dây xanh à, đây chắc lâu rồi. Được rồi, tại vì ở bên Nhật nó không có tiệm sửa chữa đâu, phải chỉ, nó chỉ dùng mà nó dục đâu. Dục hơi này nè, này bán rẻ cho mọi người 2,1 triệu đi, 2,1 triệu nha. Còn đẹp đi, này em chưa bung mở nha, có sao bán vậy nha, bán mù nha, bán đại nha, 2,1 triệu không bao ship nha, nhưng mà làm chốt đi nha.